Hôm nay, một cái status sượt qua tôi đã ý nói, em thi đậu, em vui vì bạn em rớt. Cũng không có gì nghiêm trọng khi mà trẻ nói như vậy, nhưng cảm xúc đó có thể nảy nở thành một thứ khác. Thật kỳ lạ là một con người luôn học về điều đố kỵ nhanh hơn phần lớn những cái thứ khác ở trong đời. Một đứa em luôn đố kỵ với cả anh trai, chỉ vì anh nó làm mọi việc đều giỏi và thường giải quyết mọi thứ thật là thấu suốt. Một người học giỏi luôn khó ở với cái đứa bạn luôn dẫn đầu ở trong lớp. Một đứa trẻ không thể chịu nổi việc bạn nó có nhiều hơn một túi kẹo mỗi ngày khi đến trường. Lòng đố kỵ đó là một những thứ tự nhiên nhất mà con người sở hữu. Ta chưa bao giờ cần ai dạy chúng ta về sự đố kỵ. Theo Kinh Thánh, con người khi sinh ra vốn đã mang 7 trọng tội, bao gồm có sự đố kỵ ở trong người. Lòng ghen tị có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào, dù trong ta chỉ còn là một đứa trẻ, một trang giấy trắng tinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên chấp nhận việc một đứa trẻ cần đố kỵ để lớn lên, hay là đánh đồng việc một đứa trẻ đố kỵ với cả cạnh tranh lành mạnh. Trong video này, chúng ta hãy cùng đi sâu vào chủ đề trên qua bài viết Trẻ con có cần đố kỵ để lớn lên của tác giả BOS được đăng tải trên website Spider Room. Như mọi khi, link bài viết gốc sẽ được chúng mình đính ở dưới phần mô tả của video. Đừng quên ghé qua để đọc phiên bản đầy đủ nhất của bài viết nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng mình bắt đầu ngay thôi. It's go time. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em Út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thôi nào. Lòng đố kỵ nảy mầm và bắt rễ ngay khi một linh hồn biết so sánh. Lòng đố kỵ nảy mầm và bắt rễ ngay khi một linh hồn biết so sánh. Sợ mình yếu hơn, sợ mình dở hơn, sợ mình thua cuộc, nhưng đó không phải là căn nguyên. Lòng đố kỵ bắt đầu hình thành khi một đứa trẻ sợ cái đứa bên cạnh mình học giỏi hơn mình, sợ người đồng nghiệp làm việc nổi trội hơn mình, và đứa em sợ anh trai cứ mãi được tán dương. Sự khác biệt giữa nỗi sợ mình thua và nỗi sợ người ta thắng ở chỗ. Khi người khác thắng cuộc, hành vi độc ác của sự đố kỵ bắt đầu xuất hiện. Bởi thay vì tìm cách lắp ráp lại bản thân và thu xếp nỗi sợ của mình, kẻ ấy lại bắt đầu tấn công người khác. Khi còn là một học sinh, tôi nhìn thấy sự đố kỵ nảy mầm ở trong mình. Đó là một lần cô giáo gọi tôi trả lời. Câu trả lời chưa thỏa mãn, cô gọi một người khác, nhưng bắt tôi đứng và nghe. Sau đó cô nói, em nghe bạn trả lời chưa? Như vậy mới đúng và đầy đủ. Khi ấy ngực tôi đau nhói và khó thở. Chỉ sau buổi sáng, tôi cảm thấy người bạn trả lời câu hỏi kia đã hóa thành kẻ thù của mình. Tôi bắt đầu thấy bạn giỏi hơn tôi. Bạn viết chữ đẹp, bạn nói năng nhẹ nhàng, giày bạn đẹp và bạn chạy thể dục nhanh hơn tôi. Tôi không bao giờ quên cảm xúc tối tăm đó đã tượng hình ra sao. Bởi để gột bỏ nó, cuối cùng là một hành trình mệt mỏi và đau khổ vô cùng tận. Từ năm 12 tuổi, tôi đã không còn bất kỳ hạnh phúc nào của sự vô tư. Những lời chê bai của cô giáo sẽ biến hóa một bạn nào đó trong lớp trở thành một kẻ mà tôi muốn vượt qua. Kỳ lạ ở chỗ, lời chê bai xuất hiện vào những khoảnh khắc vô cùng đắt giá. Chúng như bẻ gãy tôi và khiến tôi không còn tin rằng mình có thể thư giãn được thêm nữa. Một cô giáo từng nói, mày học thì được đó, nhưng mà mày xấu quá, chả thi thố được gì đâu. Cô nói và chỉ vào một bạn khác cùng tuổi tôi. Lòng đố kỵ có thể tìm đến một đứa trẻ chỉ bằng những lời so sánh từ người lớn. Cách tôi vượt qua được sự đố kỵ được gieo ở trong mình từ thuở thơ bé. Tôi gặp thầy năm lớp 10. Khi ấy tôi không đậu vào trường chuyên. Sự tủi hổ, đau đớn của một người thất bại phủ vây lấy tôi. Rất nhiều bạn của tôi đã đậu vào ngôi trường mơ ước đó. Tôi đến nhà thầy học mang theo những ức cợn ở trong lòng không thể nào giải tỏa. Tôi đã nói chuyện với thầy nhiều hơn bất kỳ người lớn nào vào thuở đó. 16 tuổi, tôi nghĩ cuộc đời bé xíu trên tay và mình là kẻ thất bại. Thầy tôi nói với tôi, con cay cú về cuộc thi đó đến vậy sao? Con không biết có cả ngàn cuộc thi ở trên đời. Nếu mà con thích, con đi học lại để tha hồ mà thi thố. Nhưng tại sao con không tập trung học? Con thích học gì? Tại sao con không tập trung? Cứ mãi ghen tuông với người khác, rồi con chẳng thành ai đâu. Câu nói cuối cùng của thầy xảy ra trong một chiều mưa.
và lớp học đó chỉ có mình tôi đến. Thầy đứng ở cửa sổ, thả câu nói vào tay tôi và nói: "Nếu con cần đọc sách, thầy có kệ sách ở dưới nhà, cứ xuống mà lựa." Mất 4 năm để tôi hiểu buổi chiều nghỉ học đó là một sự cứu chuộc. Tôi đã đọc nhiều hơn và dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về điều mình muốn làm. Tôi bỏ cuộc đua để trở thành người giỏi nhất. Tôi cũng mất hứng thú với việc mình sẽ là ai đó, thành một cái gì đó, hay được ai đó cúi đầu nể phục. Năm 17 tuổi, phần lớn thời gian của tôi là ngồi viết ở trên chiếc máy tính cũ. Tôi viết chỉ để viết. Tôi viết vì tôi cảm thấy nó đang làm thỏa mãn mọi yêu ớt sinh ra trong mạch đập của mình. 17 tuổi, tôi hay ngủ gật ở trong lớp học, điểm số mọi môn chỉ còn là vớ vẩn. Chỉ còn tập trung để thi đậu đại học và đến được với cả cuộc đời bên ngoài. Tôi đã hạ gục tất cả mọi sự lo nghĩ về đối thủ, sợ ai đó vượt qua mình, căm ghét ai đó sẽ hơn mình, phẫn nộ vì ai đó đẹp hơn mình, căm thù vì ai đó đậu học sinh giỏi chứ không phải mình. Khi ấy tôi nhẹ nhõm sống với những buổi sáng vật lộn để không ngủ gục ở trong lớp học. Tôi bắt đầu quan sát bản thân mình, ngắm nhìn những tị hiềm mình đã xây đắp từ bao lâu. Từ năm 12 tuổi, tôi có 5 năm để căm ghét hầu hết những cái ai giỏi hơn mình. Chỉ còn may mắn ở chỗ đó, hên là tôi đã không làm một điều gì đó ác với họ chỉ bởi vì yếu hèn. Điều gì xảy ra sau khi đố kỵ xảy ra? Nhiều lần tôi ngạc nhiên trước một đứa học cùng. Nó đắc thắng kể, nó đã lừa bạn học chung ngồi sau bằng cách cho một đáp án giả khi thi, bởi vì nó tin cách đó sẽ giúp nó giỏi nhất lớp. Có bạn vô cùng hân hoan kể rằng bạn vui đến mức nào khi tất cả bọn luyện thi chung đội tuyển đều rất sạch, trừ bạn. Lòng đố kỵ không che giấu, nổi lên như là một cơn đắc thắng độc chiếm và sự kiêu kỳ nồng cạn. Nó biến những đứa trẻ thơ trở thành những chiến binh tìm cách rạch mặt bạn khi không còn cách đàng hoàng để chiến thắng. Và đôi khi, cách bẩn thỉu nhất được tôn vinh vì kẻ ấy cuối cùng là thắng. Tôi bắt đầu sợ cái sự đố kỵ. Đố kỵ không dừng lại ở so sánh. Nó sẽ vươn bàn tay để cào cấu đối thủ, sát phạt người mình thù ghét, thậm chí là biến mọi hành vi của người xung quanh thành đòn thù. Một cô gái ghét một cô bạn khác vì cô kia giỏi hơn, đẹp hơn, có bạn trai ngon lành, có cha mẹ hòa nhã, có nhiều danh vị. Cô bắt đầu nói xấu bạn mình, tìm cách phá tình yêu của bạn, hãm hại bạn ở trong nghề nghiệp. Nhiều khi ta chỉ thấy phần cuối cùng của hãm hại mà không biết nó chỉ bắt đầu bằng móng vuốt của sự đố kỵ bắt đầu dài ra. Nhưng mà phần khủng khiếp hơn của đố kỵ chính là những gì ta phải chịu đựng ở trong bản thân mình. Tôi chưa bao giờ thư giãn khi luôn phải dòm chừng một ai đó giỏi hơn. Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm khi một kẻ khác đi nhanh hơn mình. Tôi luôn canh chừng như là chó săn, độc địa như loài đỉa và ma lanh như một thằng hề có hai gương mặt. Và điều đó có hạnh phúc hay không? Nó biến hoàn toàn thành thể bất hạnh khi người đố kỵ mãi mãi thua cuộc. Nó đẩy họ vào sự tự ti cùng cực, xấu hổ với bên ngoài và tự nhục nhã loại trừ bản thân. Trong khi đó, họ không hiểu cuộc đời chỉ đơn giản là lăn đi, đâu ai thấy ai, đâu ai rảnh rỗi tị hiểm so sánh với cả người thắng cuộc. Nội tâm yếu đuối đến mức ám ảnh và biến mình thành con ốc ngu xuẩn. Tôi đã viết rất nhiều về sự đố kỵ trong quá trình quan sát bản thân mình. Nỗi sợ vì mình không thành công như một ai khác, nỗi sợ vì ai khác giỏi hơn mình là những cái nỗi sợ phù phiếm, đần độn và độc ác. Tôi hầu như đã quên mất bản thân chỉ vì sự đố kỵ, quên mất yêu thương nó, quên mất săn sóc nó, quên mất nuôi dưỡng và làm cho nó hạnh phúc. Tôi chỉ mải mê tấn công một người khác. Cảm xúc ghét bỏ và so bì bên trong là một bức tường thành, nó trấn áp hạnh phúc. Kẻ đố kỵ không thường hạnh phúc. Chúng ăn nỗi hờn giận và sợ hãi để tiếp tục sống. Kinh dị hơn nữa, lòng đố kỵ nảy sinh từ cách người lớn, người thầy, người quan trọng luôn miệng so sánh một đứa trẻ với điều gì đó hay ho hơn nó. Và họ chỉ đang gieo mầm cho cái ác trương phỉnh lên như là bệnh dịch. Chẳng đứa trẻ nào cần đố kỵ để lớn lên. Trẻ em như búp trên canh, so sánh và khơi gợi lòng đố kỵ trong những đứa trẻ chẳng giúp chúng có thể lớn lên tốt hơn. Trái lại, đố kỵ có thể bẻ hướng một con người, một con đường đời sang những quãng tâm lý đáng lo lắng hay là một nhân cách không lành mạnh. Sự hả hê đến mức độc địa khi ai đó kém cỏi hơn mình chẳng làm vinh quang của một đứa trẻ chói sáng hơn. Và đặc biệt, sự đố kỵ nơm nớp lo sợ một ai đó tốt đẹp hơn mình sẽ chỉ làm cho cuộc sống của một đứa trẻ, sau đó là một con người thêm phần bất hạnh. Bởi vậy, điều chúng ta cần làm là hãy quan tâm tới hành động và lời nói dành cho những đứa trẻ. Hãy cho chúng biết
bản thân chúng chính là đối thủ lớn nhất chúng cần cạnh tranh để tốt lên, chứ không phải là bất kỳ một ai đó ngoài kia. Bạn không thể biết mình có thể ảnh hưởng đến một đứa trẻ, một con người như thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nghĩ sao về những điều trên? Hãy comment chia sẻ những trải nghiệm của các bạn cùng chúng mình ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Pink Dot, còn đây là Spider Room. See ya!